Cuba phát hiện một đường dây buôn người ép buộc công dân Cuba chiến đấu cho Nga trong cuộc chiến Ukraine, theo Bộ Ngoại giao Cuba loan báo hôm 4 tháng 9, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền Cuba đang nỗ lực vô hiệu hóa và triệt phá mạng lưới này. Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Cuba không cho biết thêm chi tiết, nhưng lưu ý đường dây buôn người vừa kể đang hoạt động cả ở Nga và ở quốc đảo Caribe, cách Moscow hàng ngàn dặm. Bộ Quốc phòng Nga chưa hồi đáp yêu cầu bình luận của Reuters. Cuba cho biết họ đã bắt đầu truy tố các trường hợp công dân của họ bị ép tham gia chiến đấu ở Ukraine. Trên đường phố Havana, người dân địa phương phản ứng thất vọng trước phát hiện này và nói thêm rằng đất nước của họ chống lại nạn buôn người. Điện Kremlin ngày 5 tháng 9 tuyên bố chẳng có gì để nói về bản tin của New York Times rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự định tới Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Vladimir Putin và thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Moscow trong cuộc chiến Ukraine. Trong một chuyến công du nước ngoài hiếm hoi, ông Kim sẽ đi từ Bình Nhưỡng, có thể bằng tàu bọc thép, đến Vladivostok, trên bờ biển Thái Bình Dương của Nga, nơi ông sẽ gặp ông Putin. Theo tờ Times đưa tin hôm 4 tháng 9, trích dẫn các nguồn tin của Mỹ và đồng minh. Phát ngôn nhân an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby ngày 30 tháng 8 cho biết Mỹ lo ngại rằng các cuộc đàm phán vũ khí giữa hai nước đang tiến triển. Khi ở Vladivostok, một thành phố cảng không xa Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc ông Kim gửi đạn pháo và phi đạn chống tăng cho Nga để đổi lấy công nghệ tiên tiến của Moscow về vệ tinh và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, vẫn theo New York Times. Vào thời điểm Mỹ bày tỏ lo ngại về mối quan hệ quân sự ngày càng tăng giữa hai nước, tin tức về chuyến thăm dự kiến của ông Kim được đưa ra sau khi Nga cho biết họ đang thảo luận về việc tổ chức các cuộc tập trận chung với Triều Tiên. Tuần trước, Mỹ bày tỏ lo ngại rằng các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực và rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong chuyến thăm của mình đã cố gắng thuyết phục Bình Nhưỡng bán đạn pháo cho Nga. Hôm 2 tháng 9, Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsikora nói với hãng tin TASS rằng ông không biết về bất kỳ kế hoạch nào để Triều Tiên tham gia các cuộc tập trận quân sự ba bên với Trung Quốc và Nga. Nhưng theo quan điểm của ông, thì điều đó sẽ thích hợp trước các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu trong khu vực. Nga và Triều Tiên gần đây đã kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự, nhưng Triều Tiên phủ nhận có bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào với Nga. Hoa Kỳ gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba thực thể mà họ cáo buộc có liên quan đến các thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga. Một thông tin khác liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 5 tháng 9, tố cáo mà không đưa ra bằng chứng rằng các cường quốc phương Tây đã đưa ông Volodymyr Zelensky, người gốc Do Thái, lên làm Tổng thống Ukraine để che đậy việc tôn vinh chủ nghĩa quốc xã. Để biện minh cho hành động của mình ở Ukraine, Nga đã cáo buộc các nhà lãnh đạo của Kiev là những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới, muốn diệt chủng những người nói tiếng Nga, một tuyên bố mà Kiev và các nước phương Tây bác bỏ như một cái cớ vô căn cứ cho một cuộc chiến tranh thâu tóm. Ông Zelensky, người từng nói rằng một số anh em của ông nội ông đã bị giết trong Holocaust, đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc sai trái của Nga, cho rằng ông ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới ở Ukraine. Số người thiệt mạng hoặc bị thương do bom chùm đã tăng gấp 8 lần vào năm ngoái, lên hơn 1.000 người, chủ yếu là do chúng được sử dụng trong cuộc chiến Ukraine, đặc biệt là bởi Nga, theo một nhóm vận động cho biết ngày 5 tháng 9. Trong số 1.172 nạn nhân năm ngoái, có 353 người chết, theo phúc trình của Tổ chức Chiến dịch Liên minh Bom chùm cho thấy. Đó là mức cao nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu tổng hợp phúc trình thường niên cách đây 14 năm. Phúc trình cho biết gần như tất cả nạn nhân là thường dân và 3/4 là trẻ em. Ở Ukraine, phúc trình cho biết Nga đã sử dụng bom chùm nhiều lần, trong khi Ukraine cũng đã sử dụng chúng, nhưng ở mức độ thấp hơn. Phúc trình không cung cấp các con số riêng rẽ. Phúc trình đề cập đến năm ngoái và loại trừ việc Ukraine sử dụng bom chùm từ Hoa Kỳ trong năm nay mà Kiev đã bắt đầu nhận vào tháng 7. Cả Moscow và Kiev đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến bắt đầu từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022. Trong đó, lực lượng Nga đã săn bằng một số thành phố của Ukraine. Nga và Ukraine không phải là thành viên của Công ước năm 2008 cấm sử dụng bom chùm, và Hoa Kỳ cũng vậy. Khi quyết định gửi chúng đến Ukraine trong năm nay, Washington cho biết
các loại vũ khí này có công dụng hợp pháp trên chiến trường, chống lại các mục tiêu quân sự và sẽ cứu được nhiều sinh mạng nếu chúng đẩy nhanh việc kết thúc chiến tranh. Họ cũng cho biết bom chùm của họ để lại ít bom nhỏ chưa nổ hơn so với những quả bom được Nga sử dụng. Tổng thống Indonesia Joko Widodo, chủ tịch đương nhiệm của ASEAN, ngày 5 tháng 9 tuyên bố kế hoạch hòa bình được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhất trí sẽ vẫn là kim chỉ nam cho cách tiếp cận của tổ chức này nhằm giải quyết xung đột ở Myanmar. ASEAN đã cấm các nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar tham gia các cuộc họp cấp cao, nhưng đã nảy sinh sự khác biệt khi Indonesia cố gắng giao tiếp với tất cả các bên để thúc đẩy kế hoạch hòa bình của ASEAN và Thái Lan tìm cách giao tiếp với giới lãnh đạo quân sự của Myanmar. Theo một nguồn tin ở Jakarta và một nguồn tin khác trong khu vực, các nhà lãnh đạo ASEAN ngày 5 tháng 9 đã đi đến thống nhất về việc không cho phép Myanmar làm chủ tịch khối ASEAN vào năm 2026 như dự kiến ban đầu. Thay vào đó, Philippines sẽ tiếp nhận chức chủ tịch vào năm 2026, sớm hơn một năm so với dự kiến, theo Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết trong cuộc họp, theo bản sao bài phát biểu chính thức của Tổng thống Philippines. Cư dân khu ổ chuột này ở New Delhi, những tưởng sẽ được hưởng lợi từ hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức cách đó chưa đầy 500 mét, nhưng ngược lại, họ bị biến thành những người vô gia cư. Bà Khushbu Devi cùng chồng và ba con nằm trong số nhiều người cư trú trong trại Janta bị phá dỡ vài tháng nay. Bà nói, chúng tôi đã sống ở đây 25 đến 30 năm rồi, bây giờ chúng tôi đi đâu khi nhà đột nhiên bị phá bỏ? Chúng tôi không có cơ sở vật chất, không có nơi dung thân và chúng tôi trở thành người vô gia cư, phải ở ngoài đường. Tôi vái cho chính quyền đổ bệnh và chết đi, họ sẽ bị người nghèo nguyền rủa. Một số người sống trong khu ổ chuột đã đến tòa án tối cao Delhi để xin ngăn chặn việc trục xuất, nhưng tòa án đã phán quyết các khu định cư này là bất hợp pháp. Sau đó, chính quyền thành phố ra lệnh cho họ phải rời đi trước ngày 31 tháng 5. Các nhà hoạt động và người dân như bà Devi đều nói rằng đây là một phần của công việc làm đẹp cho hội nghị thượng đỉnh bắt đầu vào ngày 9 tháng 9. Bà nói, chính quyền đã yêu cầu chúng tôi rời khỏi khu ổ chuột vì G20 và họ phải dọn dẹp khu vực này. Nếu họ phải dọn dẹp, điều đó không có nghĩa là họ loại bỏ người nghèo. Nếu người nghèo trông tệ hại quá, họ có thể làm ra thứ gì đó đẹp đẽ, làm rèm hoặc dựng miếng tre để che khuất tầm mắt cũng được mà. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cho biết, những ngôi nhà được xây dựng trái phép trên đất chính phủ và việc dỡ bỏ chúng làm hoạt động liên tục. Việc phá bỏ bắt đầu từ 4 tháng trước. Một bộ trưởng nhà ở cho biết, đến tháng 7 năm nay, gần 230 mẫu đất của chính phủ đã được thu hồi. Những ngôi nhà ở khu ổ chuột như trại Janta được xây dựng nhiều năm nay giống như những mảnh ghép chấp phá. Vào năm 2021, các quan chức cho biết có 13,5 triệu người cư trú tại các khu đất trái phép ở Delhi. Hầu hết cư dân làm việc ở các khu vực lân cận và sống trong các ngôi nhà ọp ẹp này trong nhiều thập niên. Tôi không kiếm được nhiều tiền đến mức có thể thuê phòng ở nơi khác. Và nếu chúng tôi chuyển khỏi đây, việc học của các con tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ở đây, chúng có thể học tập vì trường ở gần đây. Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết vào tháng trước rằng những người này không thể đòi hỏi quyền chiếm đất công. Tòa án nói rằng, tốt nhất, họ có thể rời khỏi đất công và nộp đơn xin định cư nơi khác.